cùng với toàn tỉnh. Hiện nay, Công an huyện Định Hóa đang đẩy mạnh tiến độ thu thập hồ sơ, hoàn thành về đích sớm chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chip. Từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 29 tháng 5, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an huyện phối hợp cùng với Công an xã thực hiện lưu động thu thập hồ sơ cấp căn cước công dân theo 3 ca. Tại xã Tân Dương, tranh thủ những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, nhiều người dân được thông tin có chương trình lưu động cấp căn cước công dân tại Ủy ban nhân dân xã. Nhiều người dân chưa làm căn cước công dân cũng như làm ăn xa quê, học sinh, sinh viên, người dân những xã lân cận đã đến để được các đồng chí công an thu thập hồ sơ cấp căn cước công dân. Chúng là tôi thấy hài lòng với cái cách làm việc như hiện tại. Các anh bên công an cũng như chính quyền là rất là nhiệt tình, cũng là chúng tôi làm đến là được làm ngay, cũng thấy là rất là phấn khởi. Không chỉ phục vụ nhân dân trong thời gian ban ngày, vào ca tối, các đồng chí trong đội quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện phối hợp cùng công an xã tranh thủ đến những hộ gia đình có người già yếu, người khuyết tật, hạn chế khả năng đi lại để thu thập hồ sơ làm căn cước công dân và định danh điện tử cho những người này. Tôi rất chi cảm ơn các ban ngành của công an cấp trên, cấp dưới là đã đến tận nhà để làm căn cước cho bố mẹ tôi già yếu không đi được. Theo thống kê của công an huyện, số lượng công dân chưa được cấp căn cước công dân là gần 6.000 người. Đến hết ngày 8 tháng 5, toàn huyện đã nhận được 1.693 hồ sơ cấp căn cước công dân có gắn chip cho công dân. Xã Tân Dương hoàn thành 100% kế hoạch đề ra với 149 hồ sơ được thu nhận. Số không thể cấp căn cước công dân là trên 3.000 người, gồm những người đi nước ngoài, đi tù, chấp hành án tại trại giam, những người không xác định được nơi cư trú, những người đã chết, chưa xóa đăng ký thường trú. Ngoài ra, có 46 công dân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, công tác tại cơ quan quân sự. Thì công an huyện cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cho đội cảnh sát quản lý chính và trưởng công an các xã thị trấn trên địa bàn, và đồng thời thành lập 2 tổ công tác lưu động để cấp căn cước công dân và lập định danh điện tử cho công dân, thực hiện trên 3 ca từ 7 giờ sáng đến 22 giờ hàng ngày. Còn lại hiện tại đang vướng mắc chỗ khó khăn đối với một số công dân vắng mặt tại địa phương, không rõ địa chỉ cư trú và số đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, thì hiện tại chúng tôi cũng đã có công văn gửi các địa phương, các tỉnh để xác định và làm rõ địa chỉ của các công dân trên để vận động đến các địa chỉ, các nơi cư trú để cấp căn cước công dân theo quy định của pháp luật. Cùng với các giải pháp đã đề ra, công an huyện cũng tăng cường tuyên truyền tới toàn thể nhân dân để đến các địa điểm lưu động thu nhận hồ sơ làm căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử, phấn đấu hoàn thành thu thập hồ sơ cấp căn cước công dân theo đúng thời hạn.